Ôi lại bị tụt rồi ông ạ. Ôi chúng 916 FC em ơi. Chúng mình đi jackpot này. Chơi đi. Mở nhanh mở uy tín cho anh em luôn. Anh em cho mình xin ít tim tay ấy nhỉ. Anh em cho mình xin ít tim tay nhỉ. Tôi là bảo thắng nhá. Lừa rồi. Facebook ra vào video đầu tiên của TikTok nhá. Và video đầu tiên của TikTok có hướng dẫn liên hệ với mình nhé. Anh em nào chưa follow cho mình xin follow nhá. Ta san jackpot. Ừ. Yamaha của tiếng Nhật à. Ừ. Honda cũng của tiếng Nhật. Ừ. Honda, Honda của Nhật. Full sự kiện này 16k7 FC là full được. Nạp thêm 8M. Ok luôn, nạp đi, nạp đi, nạp đi. Chơi hai vòng luôn. Chứ ngồi san jackpot này hơi lâu nhá. Kiếm cái mini cũng được, kiếm cái FC cũng được. Anh em chưa follow cho mình xin follow nhá. Cảm ơn anh em nhá. Lần săn jackpot cuối cùng đi, hai vòng. Ôi lại bị tụt rồi, ông mẹ. Ôi, chúng 916 FC em ơi. Chúng mini jackpot này. Chúng quả jackpot rồi, quá đủ luôn. Rồi cái này chọn hai lần, cái này chọn mỗi lần thôi à. Cay thế nhở. Rồi chọn mốc quà này. Cái này thì lấy một gói Toti này. Một gói Icon này. Cái này cũng lấy một gói 93 này. Một gói Icon này. Mốc 200 đến 400 là mình tự chọn mà, em nó bảo thế. Này thì lấy 70 này. Cái này thì cá nhân mình thì lấy 70 vẫn ngon hơn. Đúng không? Làm ăn thế chết dở. Mẹ mở xong quên Nhật Bản, quên ấy, mở xong quên vào nhận mốc. Cái này lấy hai mốc 50 này đi, chứ còn lấy cái 93 kia lởm lắm. Cái này thì lấy một cái 97 với lại một cái 96 đi nhỉ. Cái này với cái kia ok, cái này với cái kia. Ok. Cái này thì sao? Cái này thì lấy hai gói ABS nhá. Rồi, cái này lấy mốc theo ấy đi, mốc theo em chọn đi. Này lấy ABS đi, lấy kia làm đéo đi. Cái này là 99 này. MC99 này hôm qua mình mở gói rác ra cũng có này. Đấy. Cái này là chỉ định 150 á. Ok. Đâu rồi, cho một gói Icon nhá. Cho một gói Icon nhá. Vậy một gói Icon nhá. Ok, lấy một gói Icon đi. Rồi, còn đây là hai gói cáp. Chốt nhanh nào. Hai gói cáp ok. Giờ chúng ta check BP đi, full hai vòng sự kiện này xem được bao nhiêu nhá. Ôi, mày mở xong đống BP lại cũng chết. Mở xong bốc rồi. Full hai vòng bị lắc của một em lái ra. Full hai vòng sự kiện này bao tiền á? Hai vòng sự kiện này em bao nhiêu nhỉ? Chúng quả gì mini jackpot nữa nên là nó đủ. Chứ đầu thì cũng thiếu nhưng mà sau nó đủ. Em làm bao nhiêu nhỉ? Phun hai vòng anh em nhá. 15 củ. 266 tỷ rồi. Thắng đâu nhỉ? Hơn chắc phải hơn 15 củ đấy. Sự kiện này nên chơi chứ. À được bao nhiêu? 386 tỷ BP tươi anh em nhá. Đâu nhỉ? Gói 22 tôi tiệm Normal on này. 6 gói luôn đi. Vào đi. Ôi xì khói. 107. Đây gói này là quay thêm được này. Rồi chơi luôn đi. Mở đi. Quá là nhiều gói cộng 8 luôn. Xịt khói VTR 108. Một thằng thủ môn đầu tiên. Không minh chỉ số. Tôi đi chỉ định 50 đi. Ôi giời. Olivier Giroud à? 23 TI thử. Ờ có 23 TI 5 mà. Đợi ừ xong gói này mở luôn. 106 lại là Dembélé ạ. Đây có một gói này 5. Gói này này. Gói này mà ra lửa thì ngon này. Chơi đi. Mở nhanh mở uy tín cho anh em luôn. Anh em cho mình xin ít tim tay nhỉ. Anh em cho mình xin ít tim tay nhỉ. Tôi là bảo thắng nhá. Lửa rồi. Messi. Ấy á. À. Và đây là Sadio Mane. Bú thật sự. Tiền đạo cánh trái người Senegal. Ôi.
Một gói hay ba tỷ năm bú thật sự ạ. À. Chơi này. Kèo ôn như này là quá cháy rồi. Mở nhiệt tình cho anh em luôn. Gói gì đây? Anh CB Ferdinand à? Hay là Harry Maguire? Ôi sợi G-Stone. Anh CB nhiều con hàng ngon mà. Mở tiếp đi. Con này để làm phôi cho đô béo. Tí đập đô béo icon mà. Tí đập đô béo icon nick này. Còn gì đây? Hà Lan CF Dennis Bergkamp. Phải không? Đây là Dennis Bergkamp 114. À 114. Dennis Bergkamp. Chỉ số 114, chỉ số ngon nha. Mở đi. Hai vòng tầm 15 củ em nhé. Hai vòng tầm 15 củ. 93 mà ra lửa là ngon rồi. Ui, 93 ra lửa tiếp. Brazil. Radup. Garincha hay lên má. Ui, mẹ cũng là Brazil đấy. Không min. Nhưng mà Willian. Radup mà xe nhiều hàng ngon mà ta. Toàn lửa thôi, mở nick này toàn lửa thôi, bịp thật sự. 18 tỷ. Sao lại ảo thế nhở? 93 ra 109 là được rồi. Đấy, đây gói 38 này chắc chắn là pháo hoa này. Aoshima. Aoshima. Ôi. Đỏ từ nãy đến giờ. Cuối cùng có một gói vậy như cứ. Mở đi. Tôi mở nhanh lắm anh em ạ. Tôi mở nhanh lắm. Cứ thoải mái đi. Anh em xem thoải mái. Và mở nhanh tôi còn vào kèo ấy mà. Lừa rồi. Hà Lan. Ui tưởng Hà Lan xem. Và đây là Van Nistelrooy. Cũng được, cũng được, cũng được. Nói chung là không pháo hoa được rồi. Không pháo hoa được rồi anh em ạ. Không pháo hoa được rồi. Mở trước một gói đi. X2 cái gì? X2 cái gì? Lúc trưa nay lên được 650. Một gói thôi, đúng rồi, một gói thôi. Cờ gì đây? Cờ gì? Mẹ lúc chiều mở nó thằng này rồi. Tôi sốc. Lúc chiều mở ra thằng này rồi. Mẹ. Gói EBS cho anh em. Vật đi. Mở đi. Mở đi, mở đi, mở đi. Cờ gì đây? Ui. À, Messi. Đúng rồi, học vật của mình B2GK anh em ạ. Học vật của mình B2GK. Chơi tiếp đi. Phẩm đi. Phẩm đi, phẩm đi, phẩm đi, phẩm đi. À, lên được 1.000 mắt giveaway cho anh em luôn đúng không? Cờ gì đây? Cờ gì đây? Ôi, sao lại... Sao lại lại min? Lại min nữa vậy? Lại min nữa vậy? Đen thế. Mở đi. Bán đồ béo icon á. Có đồ béo icon trong đội hình rồi. Không cần. Gói này mẹ ơi. Nghi lởm lắm. Gì đây? Pháo hoa lởm à. 109. Carlos Alberto. À, ra gì đây? Ra gì đây? Ra gì đây? Ra gì đây? Cờ gì? Tây Ban Nha. CB. Pion à? Pion thì bú. Ui, thằng Rabiot này sao mở ra nhiều thế? Thằng này mở ra nhiều vãi. Không lọc à? Ok, thích không lọc nhá. Không lọc, không lọc, không lọc. Ok, không lọc đi. Nghe anh em một lần không lọc. Mới khó. Mong là một kèo nó bùng nổ một chút. Mở đi. Siêu nào anh em. Siêu nào. Ơ kìa. Đi con mẹ đúng rồi, 150 như bịp. Mở đi, cho anh em vui vẻ, có gì đâu. Không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu anh em ơi. Mấy khi được lọc rác đâu. Ờ, kiếm kèo chơi sự kiện cho anh em xem thôi mà. Anh em xem thì chẳng cảm ơn được câu nào hay ho, cứ ngồi chửi thì... Thôi thì cho đi ra cũng được. CB. Thằng nào? Có cái nào mùa này ngon không?
112 min chỉ số à? Chơi đây. Chơi đây, chơi đây. Chơi đi, chơi đi. Có gì đây? Ở kìa. Ngày nay x3 con này rồi. Ngày hôm nay x3 con này rồi. Tại sao ngày hôm nay x3 con này rồi? Cái chết nhỉ. Cái thật sự ấy. Video ngày mai là không có gói cáp. Bỏ SN. Bỏ SN rồi, bỏ SN rồi. Lấy thế thì em phải quay video lại nhá, em phải quay video lại em gửi anh để anh làm cái cáp về sau. Mở càng về sau càng xui thật. Bây giờ anh em đoán đi, anh em đoán mở cái này ra con gì đi. Mẹ thêm 112 vào chứ tội gì đúng không? Rồi anh em đoán đi. Cho anh đoán 5 giây mở. 5 4 3 2 1 Ok. Chơi đi. Quay người nhá, quay người, quay người, quay người. Không tin là nó đen mãi được. Mở đi. Cờ bờ biển Nga mà anh em. Cuối cùng thì cũng có thêm dây ra tôi đê cho buổi tối của ngày hôm nay. Dạ dạ, đã cái bay luồn liền luôn. Tối nay cố nhưng không được 1.000 mắt xem. Rồi. Ok luôn nhá. Ok ok. Xong cái này dọn rác, xong cái này dọn rác để đập béo icon. Quay lại quay tiếp á. Thôi đừng bắt mình quay. Quay mãi sao được. Mở đi. Mở đi, mở đi, mở đi, mở đi, mở đi. À, đừng quá tam ba bận chứ. Ờ kìa. Min à? Min chỉ số. À, chơi hai vòng sự kiện Bilac. Chúng ta thu được 386 tỷ BP tươi. Cộng với lại những con hàng như sau. Double Stoikov. Đấy. Double luôn. Hai con luôn. Raul Abilon. Đấy. Gói cáp 100 ra đây. Mane từ gói T.O. này. Beckham này. Heto này. Hennessy này. Z-Stone này. Podolski này. Rafael Toloi này. Van Nistelrooy này. Carlos Alberto này. Đấy. Và Yaya Toure. Đấy. Thêm con thủ môn 108 này nữa, 108 này nữa. Đấy còn một đống phôi. Còn một gói cáp nữa thì bạn chủ nick bảo là bạn ấy tự mở anh em ạ, nên là để lại gói chủ nick. Còn bây giờ thì sẽ thêm dọn thêm một chút rác.